Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc món ngon dễ làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu gà lá quế, một món ăn rất là ngon, rất là ấm lòng, nhất là vào những ngày trời se se lạnh. Tại vì hôm nay mình nấu có vị chua chua nè, cay cay nè, đặc biệt là mùi vị hương thơm đặc trưng của lá quế rồi thịt gà nữa, rất là ngon tuyệt vời lắm luôn và món này rất là được ưa chuộng lắm luôn. Rồi, hôm nay mình sẽ sử dụng chỉ nửa con gà hơn nha quý vị 800 g rồi mình cho vào khoảng một muỗng canh muối bò muỗng thì đầy đầy nha quý vị rồi chanh thì mình dắt cái phần nước cốt chanh đó quý vị lên trên phần gà và muối rồi sau đó mình lấy cái phần vỏ chanh nè mình trà đều trên mệnh gà luôn gà này rất là siêu thịt nha quý vị đó khi mà gà nó đã thấm qua muối và chanh rồi thì mình sẽ trà nha quý vị mình trà thật là sạch và thật là đều mình trà lên uh, mình gà quý vị gà mà mình rửa qua muối với chanh thôi thì nó sẽ bán đi hết cái mùi uh, tanh của gà nha quý vị đó mình trà phía uh, trong thịt của con gà luôn rồi sau đó thì mình sẽ uh, rửa lại với uh, nước lạnh nha quý vị cho nó uh, thật là sạch luôn sau một hồi mình đã rửa sạch và mình đã chặt ra cục vừa vừa không có to quá cũng không có nhỏ quá tại mình nấu lẩu mà nó nguyên hào thịt gà nè rất là nhiều thịt nha quý vị tươi ngon gà nấu lẩu thì mình mua gà già già nha quý vị rồi các nguyên liệu khác thì gồm có nấm gơm nè tỏi hành tím ớt cà chua khóm xả rồi nước dừa tươi và wow. lá quế nào quý vị rất là nhiều mình mua tới 400 g mình lặt ra đầy một dĩa rất là to cùng một số gia vị thông thường nữa và bây giờ bắt đầu tiến hành mình nấu nghe quý vị trước tiên á thì mình sẽ đập dập dập tép tỏi và hành tím rồi sau đó mình cũng băm nhuyễn nhuyễn ra luôn rồi hai cây xả nào quý vị mình đập cho nó dập dập nghe quý vị rồi, mình cắt khúc khúc ra. Tầm cũng khoảng 3 4 phần nữa quý vị. Ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra. Rồi, tỏi và hành tím. Mình để cho nó dập dập là được rồi. Khóm thì mình cũng sắc theo cái lường khóm này quý vị, cho nó đẹp mắt nha quý vị. Cà chua thì mình chẻ ra làm hai rồi mình sắt ra làm ba trái cà chua mình sắc ra tới làm 6 lần nữa quý vị rồi nấm gom á nấm nào bự bự thì mình sẽ chẻ ra làm hai còn nấm nào nhỏ nhỏ thì mình để nguyên nấm luôn nha quý vị rồi bây giờ mình sẽ ốp các gia vị vào mình cho 1 phần 3 muỗng canh muối 1 phần 4 muỗng canh bột ngọt vào trong hao gà nửa muỗng canh hạt niêm đường cát mình cho một muỗng canh đường cát vào rồi tỏi và hành tím mình cho hết vào luôn khoảng nửa muỗng canh đó quý vị rồi xà tế mình cho một muỗng canh xà tế vào nước mắm một muỗng canh nước mắm vào luôn rồi sau đó thì mình sẽ đảo đều lên nha quý vị để cho các cục thịt gà của mình đó, nó sẽ hấm đều các gia vị rồi sau đó mình để cũng khoảng nửa tiếng trước khi mình nấu mình để càng lâu đó, quý vị để cho các gia vị nó thấm càng sâu vào các cục thịt gà rồi sau đó mình nấu thì nó sẽ rất là thơm ngon rất là đậm đà rồi mình bắt cái chảo nước lên mình cho cục me vào sau một hồi nấu đó quý gì thì me cũng đã rã ra và nó ra hết cái phần nước cốt me rồi đó học thì nó muốn sức ra luôn như vậy là được rồi mình tắt lửa luôn rồi bắt cái chảo khác lên mình cho dầu ăn vào khi mà dầu đã nóng lên đó quý vị thì mình sẽ cho tỏi hành tím và xả vào để mình phi nghe quý vị rồi bây giờ thì mình sẽ cho các lá ớt vào luôn hôm nay mình nấu chua nè cay nè cho nên mình sử dụng cái lượng ớt cũng rất là nhiều nha quý vị rồi, khi mà đã dậy cái mùi thơm của uh, tỏi hành tím xả ớt rồi, mình cho nguyên hao thịt gà vào, rồi mình đảo đều lên. Nãy giờ mình ớt thì nó cũng khoảng uh, hơn 30 phút rồi. Mình đảo uh, đều đến khi nào mà thịt gà quý vị nó thật là săn lại luôn nha quý vị. Nó hết cái màu đỏ đỏ của thịt gà là được rồi. Thì sau đó thì mình sẽ cho nước dừa vào mình nấu. Đó, sau một hồi bây giờ thịt gà nó đã uh, rất là săn lại nè. Đó, săn như vậy là được nghe quý vị cái khâu xào này cũng hơi lâu nha quý vị khoảng ba bốn phút đó, để cho thịt gà nó hấm thật là sâu các gia vị rồi thịt gà nó rất là săn lại rồi mình cho nước dừa vào như vậy thì lẩu mình nó mới ngon nha quý vị rồi bây giờ mình sẽ cho nước dừa vào thì mình cho tầm cũng khoảng gần nửa lít nước dừa đó quý vị rồi bây giờ thì mình sẽ cho nước cốt me vào mình lượt bỏ đi cái phần hộp nghe quý vị Chủ yếu là mình lấy cái phần Nước cốt me thôi Rồi bây giờ thì mình sẽ cho thêm nước lạnh vào Tổng nước lạnh và nước cốt me Thì khoảng thêm nửa lít nước nha quý vị Tổng cái Nước lẩu của mình cho vào Nước dừa và nước lọc thì khoảng Một lít nước nha quý vị Đó trong lúc nấu Thì nó lên cái phần bọt rất là nhiều nè Thì mình sẽ lấy vá mình vớt bỏ hết cái phần bọt này nha quý vị tại vì phần bọt này nè nó làm cho nước lẩu của mình nó đục đi và làm cho cái phần nước lẩu nó sẽ không ngon nếu mà mình không vớt bọt nha quý vị rồi mình nấu đến thật là sôi lên rồi thì mình sẽ cho nấm gơm vào rồi mình cho khóm vào luôn mình nấu chỉ một phần tư trái nha quý vị tại vì cái phần me nó cũng đã rất chua rồi cho nên khóm thì mình nấu ít thôi cho nó ra cái mùi thanh, chua, ngọt ngọt của khóm. Rồi, khóm thì mình nấu tầm cũng khoảng 3 phút. Rồi mình sẽ cho cà chua vào. Rồi, tiếp tục mình nấu thêm khoảng 2 phút nữa nha quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho các gia vị vào thêm nha quý vị. Mình cho một muỗng canh đường cát, chút xíu muối. Rồi, thêm một muỗng canh nước mắm nữa. Tại vì nấu lẩu thì mình đêm hơi đậm đà chút xíu. Tại vì khi ăn thì mình còn nhúng các loại rau nè và đặc biệt là rau lá quế nha quý vị. Cho nên khi nấu thì nước lẩu nó sẽ hơi đậm đà một tí. Mình nhúng rau vào nữa là ăn vừa nghe quý vị. Rồi bây giờ mình niêm nếm lại coi vừa ăn chưa nha quý vị. Đó bây giờ cũng đã vừa ăn rồi. Và mình sẽ cho lá quế vào Lá quế thì mình cho vào tượng trưng thôi. Khi nào ăn á thì mình sẽ cho vào nhiều hơn nha quý vị. Ăn tới đâu mình cho vào tới đó thì nó sẽ rất là ngon. Và bây giờ mình quay cận lên nào quý vị. Nguyên lẩu gà, lá quế cũng đã thành phẩm rồi đó quý vị. Nấu chua cay nữa. Nước lẩu thì nó có vị chua chua, cay cay. Thịt gà thì mềm vừa phải thôi. Và có độ dai cũng vừa phải nè ăn ngon lắm bổ lắm và đặc biệt là mùi vị hương thơm đặc trưng của lá quế nữa kết hợp với lẩu gà chua cay thật là ngon tuyệt vời lắm luôn món này thật là ấm lòng nhất là vào những ngày trời xe xe lạnh rồi hữu quốc món ngon dễ làm xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Chào video lần sau cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều